Bờ Sa Đông Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bờ Sa khắp toàn quốc. Kính thưa quý vị, bờ Sa Đông Huy đang có mặt ở cái vườn cây cực kỳ đẳng cấp, đó là nhà vườn anh chị Duyên Thành, mọi người hay gọi anh là anh Thành Máy Múc, tại Hồng Kỳ, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Hôm nay kính thưa quý vị, bờ Sa Đông Huy hôm nay đến phải bất ngờ bởi vì có mấy chục những cái tác phẩm quý của nhà vườn, những cái tác phẩm xanh cổ cực kỳ ấn tượng. Và cây nào cũng thế, đều có cái bộ râm san hô hết rồi. Thì thật sự là cái giá trị của những cái tác phẩm trong vườn của anh mới đáng lẻ làm sao. Và Bồ Sa Đô Huy choáng ngợp thật sự rồi. Bởi vì Bồ Sa Đô Huy lại được anh chia sẻ nữa, là những cái tác phẩm của anh hàng mấy chục, hàng trăm những cái tác phẩm như thế này thì bây giờ là đều về không đồng hết rồi. Tức là anh đã gần như những cái tác phẩm này anh đã thu hồi vốn từ rất lâu rồi. Nên là hiện nay anh tập trung vào tạo tác, tập trung vào chơi. Thì như vậy thì quý vị mới cảm nhận được cái dàn cây của anh đẹp như nào. Anh không nặng thương mại, tập trung vào tạo tác. Như vậy mới có được những cái dàn cây quý như này. Không phải một vài tác phẩm mà thậm chí hàng mấy chục tác phẩm, hàng trăm tác phẩm. Và chúng ta sẽ đến gần để trò chuyện với anh chủ. Anh ơi, em chào anh. Vâng, chào anh ơi, em đến mà phải bất ngờ. Bởi vì không biết là từ bao giờ mà anh lại chơi mà anh cất giấu những nhiều cổ vật thế này. Ra thì anh ở quê trong vùng nông thôn, năm nay chơi cây thì cũng được khá lắm rồi, thì mình cũng gọi là cái niềm vui của mình cứ chơi. Nên trong quá trình chơi thì thôi, thì anh em bảo vui chơi có thưởng thì mình cũng lại có bán một vài tác phẩm đi và mua lại một vài tác phẩm giá trị hơn về. Thế là vườn cây hiện nay là cái vườn nó như thế này. Vườn cây hiện nay là không đồng rồi. Vườn cây của anh thì thực ra là nó là không đồng rồi. Từ lâu chưa anh? Vài năm rồi. À, thế anh chơi cây đến năm nay là anh có nhớ là anh chơi cây được bao năm này? 17-18 năm rồi. Ồ, 17-18 năm mà đã về không đồng từ mấy năm rồi. Như vậy quý vị mới biết là anh Thành cũng là một trong những người thành công về cây. Cái thành công thì hiện hữu ngay trước mắt quý vị. Nói chung là thành công được số cây đây để chơi, thi thoảng gọi là giao lưu với anh em khắp mọi miền. Anh ơi, dàn cây của anh như thế này là niềm ao ước của nhiều anh em. Mình thì thật sự nó cũng là rất là đam mê cây, đâm ra là cũng gọi là bỏ bao nhiêu tâm huyết vào nó, đâm ra là vâng ạ. Thực ra là cái này mình cũng là rất chăm bẵm nó, đâm ra lấy đây là cũng nguồn vui chính. Vâng ạ, bởi vì không phải ít những tác phẩm quý mà rất nhiều. Và quý vị nhìn những tác phẩm như thế này thì Bờ Sa Đô Huy không nói được, quý vị cũng biết là cái giá trị của những tác phẩm như thế này. Và những cây thì có cái bộ râm này hoàn thiện từ rất lâu rồi, chứ không phải là cái cây mới tạo tác. Những cây cổ có giá trị nghệ thuật cao. Và cái dàn cây xếp dàn dạt như này, như đứng cây nào cũng thẳng hàng này, như duyệt binh ấy anh nhỉ. Đẹp quá. Thì rất nhiều tác phẩm như Bờ Sa Đô Huy sẽ chọn lựa cho quý vị. Cái này từ phôi à? Anh ơi, đầu tiên để em chia sẻ cho quý vị cái tác phẩm đầu tiên này. Ngay đầu cổng có một cái tác phẩm đầu tiên. Thì Bờ Sa Đô Huy sẽ chọn lựa và ghi hình cho quý vị một cái hàng cây này, ghi theo hàng cho quý vị và quay chi tiết cho quý vị ngắm từ chân bệ đến đường thân. Những tác phẩm tầm thước cao khoảng 1m3 đến 1m4. Cây nào cũng có những cái điểm chùn ra voi rất là lớn. Và cả một cái vườn cây được cắt lá làm râm và lộ cái bộ râm quá đẹp. Và chúng ta đến với một cây xanh dáng trực
Anh Thành, anh có vừa chia sẻ là anh làm từ phôi hả? Ừ. Cái này là mình nuôi, hay là cái chụp liên chi thì trước mình phá ra mình nuôi từ phôi. À. Nuôi đến bây giờ là được 16 năm. Mười mấy năm anh? 16 năm. Ồ, 16 năm rồi. 16 năm từ phôi. Ừ. Thưa quý vị là anh làm từ cây trực liên chi quý vị nhá. Nhưng mà em thấy cái đường cổ anh làm ấn tượng anh Thành kìa. À, đường cổ này, nguyên dựng cái đường cổ nó hơi bị lâu. Ui, quý vị ơi, quý vị nhìn thấy đường cổ ngọn. Và thân pháp thì đã quá quý vị ạ. Sao đây quý vị để tay đi, quý vị cảm nhận là cây to như nào. Một cái đường cổ độ khó rất cao. Nếu để cái cây to như này, cái đường cổ như này. Anh bỏ cái nào, to, ăn được hết. Tỷ lệ vàng rồi. 16 năm kiên trì tạo tác. Và cái thành quả đến bây giờ thì quý vị nhìn thấy. Thưa quý vị, một cây trực cũng cao khoảng 1m4 đấy. Anh nhỉ? 1m5 hả anh? À, 1m5 tổng thể. Cây già, cây cốt chậu. Và có hai tử hai bên. Anh Thành ơi, anh những cái tác phẩm này thì anh bố cục xây dựng hết chưa anh? Nếu mà tổng thể thì mình coi như là về phần khôi cắt dược thì mình làm tổng thể, chứ còn về tay bông thì mình phải nhờ một số anh em thì mình nhiều quá cái không làm. À, nhiều quá một số anh em trợ giúp anh hả anh? Ừ. Nhưng về cái cơ bản cái thiết kế bố cục là ở anh đúng không anh? Đôi này thì là một đôi cổ mua lý nhân của một cụ già. À, mua của lý nhân của cụ già. Ở dưới lý nhân Hà Lan đấy. Vâng. Mua đến năm nay là cũng được 9 năm. Quý vị nhìn đồ xịn sò, đồ xịn sò quý vị nhìn thấy đã không? Lu xịn này quý vị này, lu xịn phát từ thân. Đôi này trước nó nằm ở trên đá cao về đập đá hay không này. À. Đây một cây mấy cây nào đấy? À, một cây bên kia này. Thế anh hiện nay là anh định chơi bộ 3 sao anh? Bộ 3. À bộ 3 đây hả? À bằng hai trực một cây tam đa, cây tam đa ở giữa. Và hai trực của anh là anh Thành anh hợp thành một cái bộ ba. Một bộ ba cao hơn 1m. Đây một cây nữa là anh mua ở Hà Nam này anh. Độ già khủng khiếp. Cây này tác phẩm này mua của anh xin lúc anh mua lại của anh bản. Cây này anh mua của ai? Là anh Sinh mua của anh Bản, Thành lại mua lại của anh. À, anh Sinh, Sinh Hiệp Hòa phải không anh? Ừ, mua lại cái này của bác Bản. À, mua của chú Bản. Bản về bán lại cho Thành. Vâng. Đường thân và đường tay nghệ thuật anh nhỉ? Ừ. Nó đồng điệu. Em thích nhất cái tay này. Tay đẹp quá. Mua về khá là nhiều hết. Dạ. Thế là anh mua, từ lúc anh mua về đến đây là được bao năm rồi? 8 năm, 9 năm. Cây này là của bên Tân Yên, Bắc Giang. Hôm nay là về anh Thành được 8 năm rồi. Nhưng mà về anh đào tạo. Cây này rất đẹp. Cái dàn cây như thế này. Và Sa Đô Huy phải lần đầu tiên đến vườn anh. Phải bất ngờ. Mà càng bất ngờ mà hơn nữa khi anh chia sẻ là một cái vườn cây quý này mà đã về không đồng từ lâu lắm rồi. Đó là cái niềm mơ ước của anh em. Mà anh cũng là cái tấm gương để cho mọi người yêu cây, học tập anh. Và chúng ta khi đến chiêm ngưỡng một cái vườn cây hoàn thiện như thế này, sạch sẽ như thế này, toàn cây cổ giá trị như thế này, thì quý vị lại biết được anh Thành có cái tầm nhìn như nào. Một cái tầm nhìn chiến lược. Trước kia thì anh em chạy theo những cái đầu mẩu đục quét. Thì anh chỉ chơi những cái cây hoàn thiện này thôi. Và đến bây giờ thì mọi người nhìn lại. Thì chắc chắn là không có ai nói là anh là người không thành công cả, mà phải nói là rất rất thành công. Anh ơi, từ cây long anh nhỉ? Đây, cái này, từ cây long mà anh dựng lại đẹp như này anh nhỉ?
đấy, từ cái lòng cũng là từ cái lòng rất đơn giản nhưng mà anh đã dựng lại, anh thiết kế một cây cổ như mà khoác lên mình một cái bộ bóng tàn, cái bóng tàn bố cục nghệ thuật và đường tay đường chi những cái nét cành la cành bổng tạo cái chiều sâu cho tác phẩm rất đẹp. Cái đó cũng là cái cách để anh xử lý cái bố cục cho tác phẩm. Và có cả tử bụng này, rồi tử lưng. Nói chung là về cái bố cục, Bonsai Đô Huy thấy rất là khoa học. Chiều cao tỷ lệ cân đối. Cao chỉ 1m1 anh Thành vậy? 1m05 anh. Thưa quý vị, Bonsai Đô Huy rất là vui khi hôm nay được chia sẻ cho quý vị một cái nhà vườn chất lượng như này. Một cây trực cổ, cây cốt chậu. Nhiều đời chậu. Ôi rồi, quý vị nhìn cây bệ. Ba đời chậu ạ. Ba đời chậu rồi anh. Đây một đời chậu, đây một đời chậu, đời chậu, đời chậu thứ tư đấy. Ôi thế là đời chậu thứ tư rồi. Một cây bốn bốn lần chậu rồi. Bốn lần cốt chậu rồi. Bệ đẹp quá. Chỉ có cây ở rất lâu ở trong chậu thì mới có cái bệ đẹp thế này. Một cái bệ đã đóng bánh rồi. Một cái trực, kính thưa quý vị, một cái trực cao tầm độ 1m. Đẹp quá. Bông tàn anh làm một cây cổ, nhưng mà cây cổ nghệ thuật. Cây cổ khác, khác với cây cổ nghệ thuật quý vị ạ. Đây là cây cổ nghệ thuật. Cây cổ đơn thuần thì chỉ có được cái thời gian thôi. Nhưng mà đây vừa được có được cái thời gian, lại có được những cái đường nét nghệ thuật. Cây này của anh. Cây này, năm mà mua lại của vợ chồng anh Dũng Thủy. Năm 2019, thế à? Anh Dũng Thủy vào mua ở chi cục thuế tỉnh Bình Dương bổ ba ra về tôi bán hai cây còn một cây. Thế à? Cây là bán cái trực bán cho anh Bắc ở... Thế à? Yên Phụ Bắc Linh bây giờ con đấy người ta giả gần 1 tỷ. Quý vị nhìn thấy những cái tác phẩm mà đây còn con này giữ cây nào? Long anh cũng là cây long anh vậy? Vâng, cắt giật xé ra để làm. Sao anh làm được đẹp này? Những cây long anh đã tạo tác lại, thu lại. Anh đã biến những cái tưởng như đơn giản thành những cái tác phẩm rất quý. Người có cái tầm nhìn, có bàn tay khối óc tài hoa thì sẽ làm lên tất cả, biến những cái không thể thành có thể. Quá đẹp rồi. Cái chiều cao, cái tỷ lệ vàng rồi quý vị ạ. À, cái anh mua thành phố chỉ. Mua lại của anh em Vân Dự. Dạ vâng. Anh mua lâu chưa anh? Anh mua được 3 năm. À, mua của anh em Vân Dự. Ui dồi, cây cốt chậu thì không nói quý vị cũng biết rồi. Ở đây vườn anh Thành thì không có cây nào mà là những cây ít tiền ở vườn này. Và cái dàn cây như này thì Bonsai Đô Huy cảm nhận là rất là giá trị. Giá trị thì rất lớn. Và những quý vị yêu cây và những nghệ nhân chắc là nhìn cái dàn cây này, chúng ta cũng đều đoán định được cái giá trị của từng tác phẩm. Và từng tác phẩm quý như vậy. Thì mà cả cái vườn cây này thì chúng ta thử nhẩm xem cái giá trị khối tài sản của anh lớn như thế này. Và chúng ta lại đến với một cái đường nét nghệ thuật nữa.
Cái này là Đức Huy biết là mua của anh Sách. À, của anh Sách, của anh Sách Thái Nguyên à? Ừ. Và vâng, thế anh mua về đây được bao năm rồi anh? Mua năm 2008. 2008 của anh Sách. Trước nó là cây hoàn thiện cũng trên đá, nhưng về cắt đập đá thì lại làm lại từ đầu. À, thế à. Vị nhìn thấy mua của anh Sách Bắc Giang. Sách Cũ Bình. Anh Sách có xem cái thước phim này thì anh Sách nhìn cái tác phẩm của mình cũ thì anh có thấy tự hào không? Về với anh Thành, anh ấy đào tạo. Hiện nay tác phẩm đẹp thế này, một cây xanh giáng long, anh giữ những cái đường nét cổ nhưng anh cách tân cái bộ tàn, anh làm cái bộ tàn rất là tự nhiên, nghệ thuật. Và anh cách tân thì anh lại bố cục lại thì vẫn là cái cốt cây long, vẫn là cái đường nét của cây long, nhưng tự nhiên chúng ta thấy bố cục chặt chẽ, không bị loãng. Anh ơi, dàn cây của anh mà cắt đều này, khi mà lúc nào mà lộc nó lên, bắt đầu lên vừa vừa ấy, thì chắc chắn là lúc đấy mà quý vị có Sa Đa Huy trở lại mà chia sẻ cho quý vị thì ngắm đã lắm. Bởi vì chơi dăm thì cũng có cái đẹp của chơi dăm, nhưng khi chơi lộc lên cũng có cái đẹp của chơi lộc. Khi mà lộc lên là lá gần già, đẹp lắm quý vị ạ. Cái này anh nuôi được 7 năm. À, cái này anh nuôi được 7 năm đây. Ờ, một cái trực tán tầng phá. Em lại cứ nhìn thế này không nhận là tán tầng anh nhỉ? Vì hiện nay cứ nghĩ là trực liên chi đúng không? Đây là tán tầng phá. Ờ, tán tầng. Và nguyên cái cổ ngọn này đục nghẽo nó quá mất nhiều thời gian. Dạ vâng. Ồ, cái tán tầng nhưng mà cái tán tầng nhưng mà chúng ta không nhận ra cái nét tán tầng nữa. Đây là mình nuôi kỹ cắt giật mỗi một trong nó lâu. Cắt giật. Giật từng cái dăm quý vị ạ. Từ trong ra ngoài. Giật từ trên cái dăm, lọc cẩn thận. Nên nhìn cái bộ tàn rất là tự nhiên, kể cả cái cây chưa hoàn thiện nhìn cũng có hồn. Quý vị chiêm ngưỡng một cái xi. Cái xi cổ quý vị ơi. Cái xi này vừa rồi anh triển lãm Phúc Thọ ấy. Ồ, một cái xi cổ. Cổ như cái form dáng thì form đương đại. Giả quá anh ạ. Vì những cái nét thời gian, những cái nét hóa rất ấn tượng của tác phẩm si này. Một Sa Đa Huy ngắm cái dàn cây này mà hoa cả mắt rồi. Bởi vì cả vườn đều là những cái tác phẩm tâm huyết của anh xây dựng từ rất lâu. Có những cây mười mấy năm, có những cây hàng một thập niên. Và quý vị nhìn thấy một cái dàn cây như thế này. Con này là cũng tiểu sử do mua của anh Sách, 2008. Ồ, cũng của anh Sách à? Về xong rồi trước nó là một cây trực liên chi, về phá làm lại. Dạ vâng. Làm lại xong rồi bán sang Yên Phụ, Bắc Linh, xong lại mua lại. Thế à? Mới mua lại được 3 năm nay. Ồ. Nên là anh Sách cũng mua của anh Sách khá nhiều cây anh nhỉ? Bán đi xong anh lại mua lại. Quý vị chiêm ngưỡng tiếp một số những cái cây ở góc này. Còn nhiều lắm quý vị ạ. Và Sa Đa Huy sẽ chút thước phim nó hơi dài để sẽ dừng để chia làm mấy vi cuốn video nước, cho quý vị. Nước. Sau đi hàng 2 vậy. Thưa quý vị, chắc là Bò Sa Đa Huy phải xin phép quý vị. Bởi vì cái hàng tiếp theo thì sẽ dành cho quý vị cái thước phim sau. Bởi vì ở đây anh có rất nhiều cây quý. Nếu Bò Sa Đa Huy chia sẻ hết thì thời lượng video quá dài. Thì anh ơi, em cũng chào anh nhé. Để em sẽ chia sẻ tiếp ở cái hàng ngay trước mắt quý vị này trong cuốn video sau. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.